Quý vị và các bạn thân mến, với trên 3 năm kinh nghiệm kinh doanh loại mặt hàng loa kéo di động, mỗi ngày mình nhận được hàng chục cuộc điện thoại tư vấn loa kéo từ quý vị trên khắp mọi miền Tổ quốc, thì mình thấy quý vị có 3 quan điểm sai lầm về mặt hàng này. Quan điểm thứ nhất, quý vị cho rằng loa kéo đắt tiền hơn thì âm thanh nó sẽ hay hơn. Quan điểm thứ hai, quý vị nghĩ là loa kéo vỏ gỗ thì luôn luôn hay hơn loa kéo vỏ nhựa. Và quan điểm thứ ba, quý vị cho rằng loa 3 đường tiếng thì sẽ hay hơn loa 2 đường tiếng. Sự thật có phải như vậy hay không? Xin mời quý vị theo dõi video để tìm câu trả lời. Trước mắt quý vị là chiếc loa kéo JBZ1214 giá 4.500.000 đồng, đắt hơn khá nhiều so với chiếc BET BT286, giá của nó chỉ có 3.700.000 đồng. Và chiếc JBZ1214 nó sở hữu chất liệu vỏ gỗ, trong khi đó chiếc BET BT286 nó là loa vỏ nhựa. JBZ1214 với hệ thống loa 3 đường tiếng, 1 bát, 1 trung, 1 chét, trong khi đó chiếc BET BT286 nó chỉ là loa 2 đường tiếng với 1 bát và 1 chét. Nếu áp theo những định kiến vừa rồi, quý vị sẽ cho rằng chiếc JBZ1214 nó có chất lượng âm thanh tốt hơn là chiếc BET BT286. Điều đó có đúng hay không? Sau đây chúng ta sẽ test âm thanh của hai chiếc loa kéo này. Trước hết xin mời quý vị thưởng thức âm thanh đến từ chiếc JBZ1214. Và tiếp theo là âm thanh đến từ chiếc BET BT286. Anh đem trao cho em nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phải xác hương. Nhưng sao hoa kia mau phải tàn, dùng ta tới trên đôi tay em băng. Chúng ta khoan bàn đến việc loa nào hay hơn loa nào, bởi vì hay hay không còn do cảm nhận của mỗi người. Tuy nhiên quý vị có thể dễ dàng thấy được là chiếc BET BT286, mặc dù nó chỉ là chất liệu vỏ nhựa, nhưng nó cho tiếng bass có độ chắc, có độ sâu, có độ mềm, có độ êm hơn rõ rệt so với chiếc JBZ1214. Tiếng bass của nó khá là nông, âm thanh của nó khô khan, đồng thời nó có một cái độ chói gắt, nghe nó khá là khó chịu. Một lợi thế khá lớn của chiếc BET BT286 so với chiếc JBZ1214 đó là nó đến từ thương hiệu của Việt Nam với thời gian bảo hành là 12 tháng. Trong khi đó chiếc JBZ1214 là một chiếc loa của Trung Quốc và chỉ được bảo hành 6 tháng mà thôi. Loa được trang bị một củ bát 40 với cái mặt lưới kim loại màu đen. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát được cái củ loa bên trong, trông nó khá là đẹp. Và bên trên của nó là một loa chét được đặt trong họng kèn rất lớn. Loa được trang bị hai bảng điều khiển, bảng điều khiển chính ở mặt trước của loa, nó giúp cho chúng ta thao tác khá là dễ dàng. Quý vị sẽ có một màn hình LED hiển thị trạng thái hoạt động của loa. Đây là nút chỉnh volume nhạc, các nút next bài, lùi bài, nút tạm dừng và phát nhạc, nút thay đổi chế độ kết nối. Quý vị có thể thay đổi qua lại giữa chế độ cắm dây và chế độ Bluetooth. Ngoài ra thì loa được trang bị cổng USB và khe cắm thẻ nhớ để chúng ta phát nhạc trực tiếp từ các thiết bị lưu trữ bên ngoài. Mặt sau thì loa được trang bị đầy đủ các tính năng như những dòng loa kéo cao cấp hiện nay. Quý vị có thể điều chỉnh được bass chét của nhạc, bass chét của mic, echo và delay. Ngoài hai mic không dây đi kèm theo loa, chúng ta có thể cắm thêm được hai mic dây và một cổng cắm nhạc cụ. Loa thì được trang bị cổng nguồn 220V, cổng nguồn 12V, công tắc nguồn hai chế độ dùng bình và chế độ dùng nguồn trực tiếp, ngõ vào và ngõ ra âm thanh. Và phía dưới là khay chứa bình ắc quy để chúng ta có thể sử dụng loa ở những nơi không có điện lưới. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe tiếng mic của chiếc loa kéo này. Mặc dù nó không xuất sắc giống như là những cái dòng loa kéo tầm giá khoảng trên 6 triệu, tuy nhiên với cái mức giá chưa tới 4 triệu đồng thì mình thấy là khá là ok. Với cơ bản thì mic của nó hút giọng khá là tốt, đặc biệt là cái giọng nói của mình, nó được xử lý khá là êm và mượt. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng.
Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đã có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội qua.